Quỳnh Hương xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang đến với chuỗi 3 phút đầu ngày cùng với Quỳnh Hương. Và thông điệp của chúng ta ngày hôm nay lại tiếp tục quay về với lửa. Các bạn sẽ thấy rằng lửa có thể đốt người, lửa có thể tàn phá rất là nhiều điều, thiêu rụi tất cả. Nhưng lửa cũng chính là cái nguồn đem tới sự sống đầu tiên cho trái đất, đúng không nào? Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng nước cũng tương tự là như vậy. Nước là một cái nguồn dinh dưỡng cực kỳ cần thiết cho sự sống này. Không có nước, con người ta cũng không sống nổi, mà vạn vật cũng không sống nổi. Tuy nhiên, nước cũng có thể là cái nguồn gây cuốn trôi tất cả mọi cái thứ trên con đường nó đi, cũng như là gây lụt lội rồi gây chết chóc vân vân. Vậy thì khi nhìn vào trong bản chất của lửa hay nước, bản thân nó là tốt hay xấu là do cách bạn nhìn, là do cách bạn sử dụng, là do cách bạn ý thức để chung sống hòa bình với vạn vật quanh mình. Chính vì vậy, Quỳnh mong là cả nhà mình ngày hôm nay sẽ bắt đầu có được những cái nhìn mà nó tương đối là toàn diện hơn với tất cả mọi sự vật hiện tượng quanh mình. Một con người có thể đem tới với chúng ta rất là nhiều những cái đau khổ, nhưng đồng lúc con người ấy cũng có thể đem tới cho chúng ta những bài học để qua đó chúng ta trưởng thành. Rồi một cái công việc có vẻ rất là nhọc nhằn, nhưng qua đó sẽ đào luyện cho chúng ta thêm rất nhiều những đức tính quý. Bạn hãy tập nhìn nó trong mọi cái khía cạnh tốt đẹp và tích cực. Chắc chắn bạn sẽ lấy ra được những cái giá trị hết sức là vi diệu của đời sống này, và qua đó bạn sẽ nở hoa. Quỳnh gửi niềm lành cho cả nhà mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.